អូខេបទីចាពីរទូគឺទាំងអស់គ្នារើស topic មួយឬក៏ sorry បែករើសឯង topic យើងរើសក្រៅ create ក៏ project okay name okay RPI underscore មួយយក topic អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងកែសម្រួល topic នឹងឲ្យអូខេយក topic ដាក់សិនដាក់នេះសិនគ្រប់អូខេគ្រប់ឧទាហរណ៍ថាគ្រប់ទងឈូកហើយ underscore មួយទៀតអូខេ topic អញ្ចឹង topic យើងអីអញ្ចឹងយើងដាក់នឹងមកអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី3គឺ create brand and okay share your okay test your project okay with team member okay អញ្ចឹងយើងមានតែ2យើងមានតែ2 2នាក់ឯងក្នុងមួយក្រុមអូខេហើយបើគ្នាយើងលើសពី6នាក់យើងអាចបន្ថែមចូលក្រុមបន្តទៀតចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពីក្រុមហ្នឹង sorry ពីនាក់ហ្នឹងគឺយើងបែងចែក brand មួយមកមាន master មួយហើយនឹងគ្នាយើងម្នាក់ទៀតមកឧទាហរណ៍ស្ថាវ័តជាមួយសធិរាយើងបង្កើត brand សធិរាមួយសម្រាប់ធ្វើការងារជា team ពេលឧទាហរណ៍កំស្រីធ្វើការងារមួយតកតងជាមួយនឹងកំហេងចឹងបង្កើត brand ឲ្យកំហេងមួយចឹងទៅអូខេចឹងការងារបន្ទាប់ពីនឹងគឺទាំងអស់គ្នាអូខេទៅបង្កើត repository មួយមកតាម criteria ដែលលោកគ្រូឲ្យអូខេហើយតកតងជាមួយនឹង topic លោកគ្រូមក edit លឿននេះឲ្យចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យចឹងលោកគ្រូដាក់ថា library okay library management system okay ចឹងអក្សរកាត់វាគឺ okay L M S okay ចឹងបងប្អូននេះអាច okay ឬ topic ហ្នឹង okay ដាក់ឈ្មោះ repository ហើយនឹង sorry ឈ្មោះ project របស់បងប្អូននេះមកចឹង repository របស់ស្ថាប័នគឺ RPI អូខេគ្រប់ព័ន្ធ underscore 101អូខេអាហ្នឹងគឺ repo របស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងបើសិនជាបង្កើត repository មក copy ឈ្មោះហ្នឹងលោកគ្រូអត់យកទេអូខេអញ្ចឹងត្រូវអាន criteria ហ្នឹងឲ្យបន្តិច repository name អូខេហើយបន្តមកទៀត project name របស់ស្ថាប័នអូខេត្រូវឈ្មោះ RPI គេគ្រប់โอเค underscore 01โอเค underscore មួយទៀត l โอเค ms ដាក់សកាត់វាចូលមកអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញតែប៉ុណ្្នឹងគ្រូដឹងថារបស់គ្នាយើងខាងណាខាងណាអូខេអញ្ចឹងតាន់កន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងពេលតាន់កន្លែងហ្នឹងហើយអាចទៅអូខេធ្វើបន្តការងារយើងបន្តទៀតមកហើយលោកគ្រូនៅរងចាំមើលថាទាំងអស់គ្នាបង្កើត repo បាននៅហើយបោះ repo ហ្នឹងចូលតាមក្រុមមួយមួយមកស្ថាប័នបោះចូលក្រុមមួយមកអូខេក្រុមស្រេងបោះចូលក្រុម2មកហើយនឹងហុងប៊ីបោះចូលក្រុម3មកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូធ្វើការងារមួយ repo ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្កើត repo មួយគឺតកតងជាមួយនឹង RPI ប្រហែលជាអត់អីទេអត់ជាន់ទេអូខេអញ្ចឹងដាក់ underscore ចុះ00អត់មានក្រុមទេអញ្ចឹងយើងដាក់ API 00អូខេបន្ទាប់មកយើងអាច create repo យកឬក៏ tick add readme file ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងបើចង់បាន main brand មួយគឺយើង tick readme file មកបើចង់បានតកតងជាមួយនឹង main brand ទេយើង create វា direct ទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសាក create direct មកគូវាចេញមកបែបនេះបន្ទាប់ពីចេញមកបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវ invite collaborator ចូលសិនតើណា collaborator ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកដែលអាចចូលទៅ customize project នឹងបានដូចកំស្រីត្រូវ invite កំហេងចូលដូច
Sathavat thử invite Sathira cho lại. Ok, đội Hồng Bí thử invite Subha cho lại. Chứ là bây ai thua ca một cái bán. To tay hội những cái dân cho chia collaborator nâng sân. Ok, và to mà tiếp chăm tư bay chạy brand ở quả. Cho lắm. Ok, chúng toàn lại nâng á, thằng ọc ok, chân ưu tiên hoa tha lục hù. Ok, invite collaborator muối. Ok, chân collaborator nâng cứ ai phương càng nghe chỉ muối nâng lục hù ba này. Ok, chân ưu tiên hoa tha invite càng na muối ở chân tới. Ok, invite sự thao vát ở chân tới. Chân sự thao vát có mình sẽ customize project nâng cho mùi lục của bạn. Ok, chân là lỡ lục của xa là con invite sự thao vát mới sến hay sự thao vát chăm accept invitation của lục của con. Ok, chân lục của tự do GitHub repository vì sự thao vát sến sorry, GitHub email cho mùi đi. Ok, chân về bậc repo job invite kia dương là hai màu nó bay nghe sự thưa ca nghe cho buổi kia. Ok, chân sự thao bát ai từ accept invitation hay là cụ đừng refresh page đi lại quên theo việc đăng này. Ok, sự thao bát từ tôi ba nón mà thực tụi ban chờ ok chân về accept invitation hay confirm được cụ bên phòng lúc cuối nâng refresh lại nhưng mà đoạn tiết hơi cho bậc cao brand đã ôi sự thảo vật nó mới ai tôi càng nghe nâng mũi cụ ok rồi rồi nữa sự thảo vật lại anh sẽ bất kỳ ok view sân view invitation nâng sân xem cho đo kỳ tha bạc thao nít dùm dương thua ca sập chụp chơi chụp ok 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 chạy sắp hai chạy ok chân là vừa refresh môi mắt cứ lại những lên pending này ok đi chỉ là ưu tế là toàn respond đấy check lang quỳnh để ra nó cho pending invitation là lại ok Grease lại notification chờ nhau mà ok trong ban ban là sắp hai thứ ạ bạn bạn ok check ai check một đồng tiền ban ạ mình grease hai all catch up hai đấy mình ok bởi dương là sắp hai cứ lại những up shop pending bạn notification về lục bạch Per computer được tu sắp không được ra chưa ok, I see a screen pink mark. Lúc cuối xong check mượn tích. Cái lời mình dương chờ là bạch sub invitation up tới. Có việc up out đây. Ok, chung I see a screen mark. cái tôi băng chưa Screen share. Ok, lúc cuối stop sân. Ok, yep. Chung bạn cho bạn con đường email. Ok, cho con đường email sân mark. À đây, email cho email xin dẹp. Cho email xin máu. ô cho năng quanh Ok, thằng lừa kia nâng cư ở miền mẹ này. Anh em mẹ bảo lực cụ tế. Ok, ta lọc một khởi vậy. Ok. Để chị ắt miền. Sự thao bạn ai cho là account mới tiền. Hay chị ở account lực cụ không vậy. Ok, hover profile email tích máu. Chữ email lên mình chữ email đây là phụ đạo mình thế. Ok, có tôi cao sập. sự thao quá xong Sập. gặp một sắp gần tôi cả Xôn phát của muối. thật sự Học của mấy xôn bún. Phải sập. Refresh huy muối mà.
โอเคก็คือ invite target ไม่ก็อัดคืนมาโอเคดิจีอัดเลยไอ้ copy อีเมลอะไรกูมาดองเก็บมาเปลี่ยนอะไรอีเมลเย็บสไลด์วีให้ copy แล้วกูมือมาทางเลือกโอเคอืมเคบ้าโจทย์กลุ่มมาเคจึงกลุ่มปีกลุ่มเสร็งเคกลุ่มเสร็งไอโอ้ยแอดอาอีจเมจะลกูอีเมลยังสถาบันสุขโอ้สต็อปยังล็อกโซสถาบันสุขโอเคกำเสร็จอายอีเมลกูแอดตะกรงรีโปซิตรีบอกนี่บ้านบอกกำเสร็จบ้านให้ประตอบมาติดจำลูกูแอสับอินวิเทชันอินวายลูกูให้จำลูกูแอสับให้ลูกูตามด้านการเงินยืมตะกรงนั่งเป็นโอเคจังโจลตะกรงอีเมลมาสถาบันให้แอสับอินวิเทชันมวยเพื่อจะมุ่งนั่งเอาอีเมลลูกูอัดถือเต้โอเคจังโจล Gmail ให้ refresh มาดอกเดียวโอเคจังตัวลบแต่ต้องมี Gmail บนมือเดียวได้เอาอยู่คู่นึงตรง Telegram ยังโอเคอืมไหนบัตรเลยโอเคได้สถาบันบัตรหายจึงจะมือสถาบันมาไว้จำเรยาืมเคละยเช็คครแัลบนด์ในลังวิงโอเคจึงกำเสเรรื็่องจกเป็ำนเล็งแอนลูกโจเรลาะเคยโอเคหายประต่อติดดาวเวียได้ยืมถือมาประกาศแบรนด์นี่จึงยืมถือถือไม่จำไม่ไอประกาศแบรนด์บ้านแจ้งได้เลยน้องนี้ตอนมีนกระจอบไอซอในครั้งหนึ่งจึงยืมไอหัวมือแบรนด์ในครั้งเซตติ้งไอ้บาอดมินเตยังไอตัวdeploy ไปเช็คโจลมือซันไอ้จำยังตัวประกาศแบรนด์มวยในขนมนั้นสำหรับเอาสถาบันตัวกลางเยจมวยลูกผู้โอเคจังไอมา deploy ไปเช็คซันจำยังตัวประกาศแบรนด์มาลองทีโอเคสำหรับคนนี้ยังได้ถึงตัวกลางเยมวยลูกผู้หนึ่งโอเคจังเออไอโเจซ็ตกให้ดอใชง่โอเคสบายนะจึไดง้โจ setting วิ่งแล้วยังโจ collaborator โอเคจึงนึกอะไรเนี่ยคือสถาบันไอช่วยการเงินมือกูบ้านเนี่ยจึง cancel และนี่จอมวิสันโอเคให้นึกขนมนี้เดี๋ยวตอนเคยมีปิดแบรนด์โอเคมีกดโอเคจึงลูกสมตือ deploy ไปเช็คโจสันจำยังประต่ออาจจะต้องมาหึงแบรนด์นึงติดโอเคអញ្ចឹងតំណាងការទី2បង្កើត repo ហើយណា add គ្នាយើងចូលហើយណាជា collaborator អញ្ចឹងតំណាងការទី2ទាំងអស់គ្នាទៅបង្កើត project មួយអូខេហើយធ្វើការ deploy project ដែលយើងរើសជា topic ហ្នឹងអូខេចូលទៅក្នុង repository យើងអូខេអញ្ចឹងនេះ create new project មកអូខេចឹងយើងអាចយក Windows Form App ជាមួយ .NET Framework មកអូខេចឹងលោកគ្រូដាក់API អូខេ project ហើយលោកគ្រូដាក់វានៅក្នុង track D GitHub អូខេ not empty ស្លាមួយ API អូខេចឹងយក default មក8.4.8អូខេចឹង allocate location នេះវានឹងក្លាយទៅជា local repository របស់យើងអូខេអញ្ចឹងមួយនេះបច្ចេកលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញលឿនបន្តិចណាដោយសារតែយើងបានធ្វើសប្តាហ៍មុនហើយអញ្ចឹងដើម្បីអាច remote ទៅកាន់ repository យើងបានយើងអាចចូល GitChain បើហៅ GitChain នឹងអត់ឃើញទេយើងពលានៅ view មកហើយយកពាក្យ GitChain អូខេបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា create git repo អូខេ
create repo ហើយ គឺ វា ចេញ ទាំង នេះ យើង មួយ ឯង Okay អញ្ចឹង ក្នុង គេ នេះ ដែល យើង អត់ ទាន់ បាន login មួយ គេ account ទេ យើង clear កន្លែង នេះ login វា មក GitHub account click GitHub account ហ្នឹង វា link ទៅ កាន់ browser យើង ឲ្យ ធ្វើ ការ login ជាមួយ Git ហើយ យើង អាស្រ័យ វា មួយ មក យើង អាច login ចូល បាន ហើយ Okay អញ្ចឹង មាន ប៉ុណ្ណឹង កន្លែង ហ្នឹង Okay ហើយ ការ ងារ ដែល យើង ត្រូវ ធ្វើ គឺ Okay យើង មក ធ្វើ ការ ងារ ជាមួយ នឹង existing remote នេះគឺថាហេតុអី desa តែយើងបានបង្កើត repository ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងយក existing remote ហ្នឹងមកហើយយើងផាក repository យើងចូលអញ្ចឹង repository យើងគឺ API សុទ្ធសុទ្ធហើយកន្លែងនេះគឺ local path របស់យើងដែលយើងទុក project របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងអូខេតមកទៀតយើងអាចធ្វើការ create ហើយនឹង post project យើងចូលបានចឹងដោយសារតែ project យើងអត់ទាន់មាន addreadme.md ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធីកកន្លែងហ្នឹងទៅវា add ទៅហើយអូខេហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចពលាយក license អីចឹងទៅជា Apache license ជា Mozilla ជា unlicense ជា .net ជាអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងអត់នេះក៏មិនបាច់ដែរមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើង create and post អញ្ចឹងពេលដែលយើង create and post វាឲ្យយើង save project មួយសិនអូខេហើយបន្តមកទៀតវាចេញមកបែបនេះនៅក្នុងអា repository យើងនឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលតើតើមួយ output វាអញ្ចឹងឥឡូវអត់មាន output ទេពលា output មួយនៅក្នុង view មកចូល output នេះហើយយើងពលានៅពាក្យថា source control អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញឯថាគេប្រាប់យើងអីខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេ commit តើតើមួយ local repository មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង thread GitHub OPI project អូខេអញ្ចឹងគេ open repository ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមើលខាងក្រោមនេះបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺ API project គឺ project របស់យើងកន្លែងនេះគឺ brand master អូខេអញ្ចឹងយើងពលាកន្លែង read នេះមកគឺ repo យើងគឺបាន first success អូខេអញ្ចឹងក្រោយពី first success អញ្ចឹងយើងមកធ្វើការ refresh repository យើងមួយសិននេះចូល code មកអូខេអញ្ចឹង project យើងគឺត្រូវបាន deploy ចូលមកហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដូចគ្នាត្រូវ deploy project នឹងមកអូខេបន្តពីនឹងទៀតត្រូវធ្វើអីគឺត្រូវទៅបង្កើត brand ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងធ្វើការងារនៅក្នុងនឹងដែរអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូចូលមកកាន់ master នេះមកយើងឃើញមានពាក្យ brand ណាហើយយើងយក view all brand មកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអាចយកពាក្យថា new brand នេះ new brand នេះមកអូខេហើយយើងបង្កើត brand មួយឲ្យស្ថាប័នអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងធ្វើការងារអូខេជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាស្ថាប័នធ្វើមួយសធិរាអញ្ចឹង add សធិរាជា brand មកហើយកន្លែងនេះយើង default វាមកយក master ក្នុងករណីមាន brand 2 3 4អញ្ចឹងទៅយើងយក master ចេញដើម្បីឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងមានសិទ្ធិធ្វើការងារមួយ master ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ create new brand មកអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូបាន brand ចំនួន2ហើយយើងចូល coding របស់យើងម្ដងទៀតហើយយើងពលាមកយើងនឹងឃើញមាន brand ស្ថាប័ននិង brand master អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូកំពុងតែ login ជា brand master អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូចង់ login ជា brand ស្ថាប័នលោកគ្រូអាចពលាកន្លែង remote នេះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ brand ស្ថាប័ននៅក្រុមនឹងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាមុនពេលដែលយើងទាញ brand ស្ថាប័នបានមកដាក់នៅក្នុង Visual Studio 2022បានតើតែអ្នកនរគ្នាធ្វើការចូលទៅកាន repo ហ្នឹងទាញយកអា brand ហ្នឹងមកវិញសិនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង git យើងគឺវាមាន comment ចំនួន4ដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺ commit នេះ commit អូខេគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការ save រាល់ឯកសារដែលយើងបានកែដែលយើងបាន edit code ដែលយើងបាន customize គឺយើង save វាទុកនៅក្នុង repo របស់យើងបន្ទាប់ពី save ហើយយើងធ្វើការ push ទៅគឺវាទៅហើយ repository នឹងត្រូវបានដាក់ចូលអឺ sorry coding ឬក៏អ្វីដែលយើងបាន update នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុង repository យើងហ្នឹងអូខេទី2គឺយើងមាន comment fetch fetch នេះមានន័យថាអាចចុចចូលមកក្រុមនេះមានន័យថាយើងកំពុងតែមើលថាតើយើងកំពុងជាប់ទៅកាន់ភ្ជាប់ទៅកាន់ repository មួយណាអូខេយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ repository អូខេ http github សរឿនសាំង info under slash 1 api_00
hơi ở dương miên brand thay mỗi cư sở thảo bạch ok để xa ấy như là tôi mang tin sở thảo bạch dù mà đạn lên lươn đi hề ok tôi mang tiết dương vô biện thập khu khu lưng miên đây thầm mạch khu lưng miên đây thà chôl thì vô ở vậy để miên lực khăn ông nâng vô bia vô một phà ưu ti ho tha nơi khăn ông repository dưới admin brand sở thảo bạch đây ok sorry nơi lưu lọc hò dương nơi khăn ông repo miên chân dương pool máu cứ dương ai tiên vô brand sẽ tháo bạn nâng màu đài bạn này chứ dương ai mưa cái này remote nè muốn nâng miên để mua gì master ở lớp miên đó từ pì cứ sẽ tháo bạn chẳng pool miên tuần này tìm mỗi cứ chôn rồi vô ở đây đài bạn update được trong repository dương vô một brand để lựa lọc call ok với tiếp cứ purse purse miên đây ha dương thực ra ruin ở đây để dương bạn update để lựa lọc call lắm chôn được cái repository dương quỳnh đó nó nè ok và tao mới tiếp viện là xin còn này lại nhẹ là khu nốt đó nên thích nốt tích rồi càng nghe đừng o nó về đây đừng o nên thưa ca purse đại ca thử để thưa ca commission bỏ thưa ca commit tiếp hơn ở đây thế chân comment trong khối cái này đi mini ra bia cứ chưa xin còn này nó mini tha dương ai khu cool hết dương ai hơn càng nghe từ bạn châu đầu tiên giờ vậy để mày hết trên vì repo nhưng mà đã lọc kho hết hay là vậy để bạn update vì là call nó cứ hỗn từ repo vậy chẳng là nó cứ dương anh phải xin chuyện này được bạn ok chẳng càng nghe dương cứ bài nâng hello là khu ai phải brand master đi hay một bậc cao project mùi tiết đây chẳng tới ok chẳng ai add new project ok là khu add thầm class chẳng tới ok chẳng là khu đã tha test rồi có connection class ok chứng nhưng ban càng nghiệt mây mới tiết đã brand bó ok brand bó master ấy dính phương ca commit tới connection class was create ok chứng nhưng commit mùi hãy xe we chứng càng nghiệt dính cứ thử ban shop how vậy hồi nhìn can repo how vậy bên ta có man phơ huyện đạn được trong repo ấy chứng nhưng phương ca phơ huyện mùi tiết nè ở vi môi tiền máu thì chân à class nâng cứ vi nâng hỗn được can repository như này hay như anh mơ mi cái này nick first master start ok background chân khỏi bị chop vi đừng sắc sẽ thầy to mà tiếp như anh mơ được không này nè thì chân dương ban ok remote từ repo dưới hay dùng anh càng nhiều mối đề miền ID bên đây ok từ master bởi dưới to mà tiết dương máu refresh ok project dương cho nên không folder project này cứ viết đang update từ lỡ ấy connection class đang máu mùi từ lại này ok cho nên cứ chỉ càng như đại dương phương ca lỡ brand master xem lực khu to về nâng tiết lực khu ai ok per chia brand bộ sẽ tha vặt và cao ấy mùi tới hết phương ca per màu ok bởi dương check mơ speed speed brand nè từ sở tha vạt vĩnh ok bởi lìa lại các bạn đấy nhưng giờ sở tha vạt vĩnh mà chẳng miên là form mùi ấy của sở tha vạt admin ok connection.cs này này mà mơ nó không repository có được như thế này sở tha vạt cứ admin connection.cs ok chẳng nó không brand và sự tha bạn ấy lực phụ bậc cao càng nghe mùi như speed brand đó nè cứ lực phụ đã tha control dot cs ok chẳng sự tha bắt ban control dot cs mùi chẳng bà sân dương khoản là bậc cao lưu lọc khó ở toàn phơ huyết tới nó không đi còn miền này nè brand sự tha bắt ở toàn miền ấy và đó mới tiếp những thua ca commit nhưng commit huyết tới chứ nhưng đã tha control ok control class was create ok hãy dừng commit mùi sale chân commit dừng chụp chơi vậy commit chụp chơi hai còn bàn tay nó không biết có toàn màu này đó còn bàn tay việc hẹp dừng tha nơi không repo nâng cứ miên commit mùi nè one commit behind ok chân dừng ai thua cặp hơn tới nè chân bê tông phơ nâng tới chứ là commit nâng viên thờ ban pháp lý đạt nơi lưu repository như này ok
dừng refresh view mới tiền mạo. Ok, chẳng control.cs được ban bậc cao màu ở đây. Nên cứ nó brand bởi sự thao bát đấy nè. Bởi lúc bởi liêm mà brand bởi master. Ok, cứ admin này mình đặc biệt connection.cs. Ok, chẳng là lâu dừng mình brand phim xanh kia mà được phim nhạc. Mà được phim nhạc thôi ca phim xanh kia. Chẳng, dừng phở repo tờ mua gì. Càng nghiệp và top tiếp cứ dừng thử phương mấy. Ok, aoi. Ok, cái tông chủ mùi nâng brand phi nâng khuyên combine cho khí bàn để dương thao thẩm mơ chinh nâng. Ok, trong bờ sân chỉ dương ọt. Ok, aoi brand phi nâng mơ cho khí tế sẽ thao bát hay nâng càng nghe bộ master nâng cứ thư càng nghe mùi khí ạch cả đề dương thư bị này mà nâng individual đất đáy nâng toạc luôn chẳng dương và cao càng nghe how ấy hay complete ca nghi hay sẽ member dương được trong Chrome đang off dương thưa ca mời ca nghi đang chụp thì mùi mạo hãy chạm dương từ tiên vô ca nghi để dương bàn mời chụp thì đến vô một hở language. Ok, chân ca nghi và to tiết nít cứ đo vẹn để thử thưa ca mời. Ok, và check nâng chụp thì vậy chân đồng bây ai mời bán dương ai cho nơi lưu brand sẽ thao vát hay dương xin trở lại mùi mạo mình đi tha bởi nó có nông repository mình ấy mấy việc tiền vô màu sân. Ok, hai bữa tôm mà tiết dương của Liam Mao Brand Master. Ok, hai dương vừa ca xin gần này mà đón tiết. Ok, chẳng bữa mình ấy thay được năng nắng viên đằng tiên vô mạo. Ok, bữa tôm mà tiết dương ai của Liam được lại chạy bay ní, hai dương biệt tha Manic Brand. Ok, Manic Brand Mao. Ok, tôm mà tiết Brand dương được lại nhẹ. Chẳng dương ai vừa ca mời Brand dương châu khi bán. Đôi còn đại dương và liên nơi lưu bị remote origin này các bạn rồi có right click nơi lưu sẽ thao bạn brand local này các bạn này hãy dùng bị tham merge into master. Ok, chứ nhưng cho bị merge into master mùi máu chẳng việc phép dương này mình potential conflict chẳng conflict nên cứ việc conflict để lưu OPI project CS Rose. Ok, chứ nhưng cancel sân tôi có thay cái lấy nát đây cái đó thì anh phải liên được trong form rồi còn được trong project của dưỡng trong connection trong reference trong property chẳng quy mình project dot lý muối một đoạn tiết. Ok, mời chính nơi lại đi. Ok, cứ api project dot cs dot approach. Ok, chẳng dừng hộ mơ file mới nâng nguyên nơi lại nè. Ok, để chị ạ khuyên trong này thế chứng về ai chỉ file project bao nhiêu ngày. Ok, chứng bật về mình. Ok, chứng roll ca commit từng học cứ bị chọc ở nâng ngày sorry, ca mơ từng học right click về này tới. Ok, cứ bị chọc sẽ tương chung mùi nâng conflict một file nâng đài. Ok, chứng để xa ấy, để xa tay nâng brand bộ. Ok, sở thao bắt có biên là nâng brand bộ master có biên là nâng đài. Ok, chứ ngồi bây là dương commit tư này hai cứ dương thử thư càng như mùi tiết cứ dương thử fake mấy của mọi việc còn click này. Ok, chẳng không lý dương ai check mưu và time tiết mình check out chip commit detach. Ok, compare origin Star Wars with master chứ dương ai mưu gọi lại compare đi sân thật ta file của dương nâng bia chọn cái này gọi lại nháp anh chia dương mời việc tới cứ bia miền bài hà còn quyết liệt. Ok, chân master cứ như ngọn miền để tôi chụp vui đường file control thế. Ok, đây sẽ mẹ brand bộ. Ok, sẽ thao bát cứ ngọn miền để tôi chụp vui đường này, ngọn miền để tôi chụp vui đường file connection. Ok, chân là lấy dương một mưu này lấy repo bình. Thì hãy dương ai cho pull request đi máu. Ok, chẳng dừng mà mơ compare and pull request nè. Ok, chẳng dừng ai preview này lên nó có bán, preview này lên thì có bán này. Ok, chẳng cái data control class for create. Chẳng dừng ai cho này lên brand master. Ok, dừng ai cho ca create pull request này muối. Ok, chẳng không kèm này để mơ cho conflict dừng mà check tam đi mình. Ok, chẳng là khu thuốc ca create and request muối sân. Thì chúng ta ấy
cho người đã thà checking for ability merge. Okay. Cái lại ní. This brand has conflict that must be resolved. Conflict. Okay. OPI. OPI underscore project dot. Okay. CS pros. Chứng dương ai chơi bị resolve conflict được máu. Okay. Chứng được cái lại nè. Cái lại nè. Okay. Via conflict nè. Okay. Tại tôi mới sẽ thao quát. Comment control. Sorry. Tại tôi mới sẽ thao quát. Comment compile include control CS. Tại tôi mới master. Comment compile include. Okay. Connection of CS. Okay. Chứng to từ mục tiết. Okay. Control class for create conflict. Okay. Chứng lại này bây dừng lục cho ai những error để check mình. Okay. Chứng từ lọc một pull request mà đoạn tiết. Okay. Chứng dừng mơ control class create open close. Ai preview lên năng tích máu. Okay. Chân nó lại ní brand has conflict that must be resolved. Okay, chân lưu hữu ai comment nó lại ní vui bán tha merge was conflict. Okay, hay dừng comment mùi. Okay, chân này cứ close without comment. Okay, chúng ta tóm lại tiếp dừng mơ mi sẽ quý this pull request is closed but sẽ thả vạt brand has unmerging commit chúng nó lại ní dừng ở toàn ban merging commit để ra dừng nó chụp a conflict nên ta tại ok nè merge bỏ conflict để là cụ đạm mình ok control class was create ok rồi chúng mơ commit mới sẵn control class was create checking file. Ok, chỗ pull request mà đoạn tiết. Ok, địa chỉ ok. Ok, lâu hụt chỗ master, ta refresh mới thả master chứ. Miền file tặng ổn chỗ rùm ọt. Chân nó không connection có miền đá. Ok, chân là hụt xung tự lọc một thằng đi với. Hơi dương ai chỗ bị chén. Rồi phương ca xin còn lại muối. Okay, right click lên sự thao vật hai, merge into master, nơi tại conflict tại đây. Chừng ai right click hai, check out commit. Okay, chừng mới này cứ brand và sự thao vật. Okay, chừng lúc hữu ai cho được can manage brand và đoàn chức sân. Okay, nông này ở miền tế chừng cho nông chén. Hay dừng dục phía mình brand. Ok. Chứ như ai check tip. Ok. Cho lưu master bánh. Cho cái trang một đoạn tiết. Ok, mình brand. Hay dừng thua ca merge into master. Ok. Check out soon. Ok. Hồi như sự thao bát cho được nông master nơi the conflict đã tải. Ok, cannot be null parameter name format. Ok, chẳng được nông việc chẳng những cứ chấp đam miền conflict mùi cả lại này. Chẳng những đó sẽ được nông việc nó đã dùng một đó sẽ được thằng lưu như vậy. Merge in process with conflict. Ok, conflict one file. Ok, hay dừng ai select your stake dừng ní ok mùi ní đài via conflict ní ok hay stake chain ní cứ chia cái lại để file để dừng thử hồn chỗ ok chẳng được không conflict ní dừng ai thử ca mời via chỗ cái máu ok mùi ní compile control mùi tiết compile control dot cs. Okay, compare, take current, take income, show conflict only. Okay, chính như ai rồi hiểu mùi trong trường học phi nâng.
But you take income ឬយក amount. Okay. ជាងឥឡូវយើងរើសយក take current. យើងរើសយក connection ដល់ CS. Okay. តបមកទៀត. Okay, យើងធ្វើការ stake វាមួយមក. Okay, ហើយយើងធ្វើការ commit stake conflict one file, okay? តោះមកទៀតយើងធ្វើការ purge project នឹងទៅ. Okay, ក្រោយពី purge បានជោគជ័យហើយយើងអាចមកមើល project យើងវិញ. We unload file ហើយឥឡូវយើង load វាមកវិញមកចំណុចបី load file វិញយើង right click លើ solution ហើយយកពាក្យថា okay hide unload project okay ម្ដងទៀត so a filter okay មួយនេះ public ក្នុងនេះសិន okay ដូចជាបាត់ project អស់ហើយshow and load project okay ឥឡូវលោកគ្រូចូល brand ស្ថាបត្យមើលម្ដងមើលមាន project យើងក្នុងហ្នឹងអត់ okay អញ្ចឹងយើងអាចចូលលើ we change synchronize វាមួយនៅក្នុង master មានបញ្ហាហើយ okay អញ្ចឹងនៅដដែលអញ្ចឹងបើយើង switch ទៅកាន់ master វិញគឺឡើងឃើញ project ទាំងអស់ okay we មាន error កើតឡើង okay នេះ reload project okay អញ្ចឹង error ហើយ the project file could not be load name cannot be with the character hex okay ម្ដងទៀត reload project with dependency អត់មកដែរអូខេអញ្ចឹងអាចមកមើលនៅក្នុង repo យើងថានៅក្នុង brand master វាអូខេវានៅមាន project អត់អូខេនៅមានធម្មតាហើយតកតងមួយ connection control គឺយើងត្រូវបានមើលជាងចូលគ្នាហើយឯងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំ restart project យើងមួយបិទវាចោលសិនមកโอเคហើយយើងមកបើកវាតាមរយៈ directory ដែលយើងបានទុកវានៅក្នុង GitHub ហ្នឹងវាជា repository local អូខេជាង API មួយនេះ API project ហើយយើងបើក solution ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវានៅ error ដដែលនេះ error មួយនេះហើយនៅកន្លែងនេះโอเคវាឲ្យយើងធ្វើការ commit ការងារមួយទៀតโอเคសម្រាប់ master នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថា commit with error โอเค after merge โอเคហើយយើងធ្វើការ commit មួយមកโอเคធ្វើការ purge project យើងโอเค successful first ហើយយើង synchronize វាមួយមកថាតើវាអាចទាញយកអ្វីដែលយើងបាន update ឬក៏ merge ចូលគ្នានឹងមកអត់ក្នុង solution explorer របស់យើងអញ្ចឹងមួយនេះ project យើង reload មកអញ្ចឹងមកវិញនេះ project โอเคអញ្ចឹងសម្រាប់ form មួយយើងអាចបិទអានេះចោលមកហើយយើងបើក form មួយរបស់យើងโอเคមួយនេះ form មួយរបស់យើងโอเคឥឡូវយើងមក refresh នៅលើនេះម្ដងទៀតអូខេ control មានតាជាងហេតុអីបានជាយើងអត់អាចអូខេទាញ control នឹងយកមកនៅក្នុង brand master របស់យើងបានអូខេអញ្ចឹង switch brand មើល brand ស្ថាបត្យអូខេអញ្ចឹងនៅជាប់នៅមាន control ដដែលអូខេនៅពេលដែលយើងចូល brand master អូខេយើងមានតកតងជាមួយនឹង connection.cs អញ្ចឹងមានន័យថា merging mình គឺអត់ទៅឥឡូវសាររបងម្ដងទៀតយើងអាចចូលទៅក្នុង brand របស់យើងមកហើយ manage brand okay ឥឡូវសារ merge ស្ថាបត្យចូលទៅក្នុង master conflict ទៀតអត់ចឹងអត់ចេញពាក្យ conflict ទេ
โอเคถ้ายังอายแล้วอายมา refresh หรือก็ single night animation บริษัทจีวีอัดมาที่จำยังทุกการ first ให้หนึ่ง commit มวยเช่นรูปบางกิจแชงมาให้ยังทุกการ single night มวยต่อไป merge โอเคไอ้ยังเปลี่ยน solution explorer ដូចជាអត់មកទេទៅចែកយើងអូខេយើងអាចអូខេអាច unload ទៅចែកមកហើយយើង load ទៅចែកនឹងមកវិញអូខេនៅដដែលអូខេ refresh ក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមប្រើ comment fake ហើយនឹង commentនេះសិនវាដើរអត់អូខេហ្វេចវាទៅសិនហើយយើងមើលនៅក្នុង output នៅនេះហើយយើងរើស source control មកអូខេអញ្ចឹងវាហ្វេចហើយយើងអាច pull ទាញយកបច្ចេកថ្មីដែលមាននៅក្នុង repository របស់យើងអូខេrepository is up to date no change to pull អូខេជាងអត់មានអីត្រូវទាញមកទេអូខេជាងយើងអាចមកមើល brand នៅក្នុងនេះជាង class control brand មួយនេះអូខេ commit with error commit with អីចឹងទៅឥឡូវយើង right click ពីនេះវិញហើយយើងអាចធ្វើការ mergeសត្វវត្ត into master ម្ដងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ image vb change 0 file អញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាញបញ្ជាក់មកហេតុអីឥឡូវលោកគ្រូចូលសត្វវត្តអូខេហើយលោកគ្រូបង្កើត file ថ្មីមួយអូខេ class មួយទៀតមកអូខេដាក់ថា execute.cs โอเคให้ทุกการคอมมิตโอเคไฟล์ was create โอเคคอมมิตเซลล์ and คอมมิตนี่ทุกการ post โอเคจังเพิ่มบานจุกใจโอเคต่อมาติดยังไอมา refresh ในเรื่องนี้จังขนมแบรนด์มาสเตอร์ admin แต่ตรงช่วยหนึ่งไฟล์ដែលលោកគ្រូបង្កើតមិញទេនៅក្នុង brand នេះមាន execute អូខេបន្តមកទៀតយើងអាចចូល manage brand ធ្វើការ merge ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងអាចឥឡូវចូលលើស្ថាប័នអញ្ចឹងយើង synchronize មួយមកដើម្បីបានអ្វីដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់ post ទៅវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើម check out ជាមួយនឹង master ម្ដងអូខេហើយយើង right click នៅលើ brand ស្ថាប័នយើងធ្វើការ merge ម្ដងទៀតវាជាប់ conflict ទៀតឯនេះអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីជាប់ conflict យើងចាប់ដើម merge ក្រោយពី merge ហើយយើងមាន stake មួយឯង stake នេះគឺជា execute របស់យើងដែលយើងចង់ព្រួយទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាច right click លើវានេះចុច3នេះអត់មានទេអានេះយើងចុច3ដែរក៏អត់មានដែរអូខេគូសូម right click សិន unstake ជាង unstakeโอเคก็ยังไม่ได้คอมมิตต่อบ้านได้ merge in process was conflict โอเคต่อแต่ยังคือการโอเคยัง stake บ่ยังต่อแต่ยัง fix อ่ะ con โอเค conflict นี้สั้นโอเคยังได้คลิกเลยวี merge ต่อแต่ยังอยู่เปลี่ยน stake โอเคฉันยังไอ้คือการ commit stake นึงต่อบ้านเนี่ยជា stake របស់យើងគឺ opi.project.csapproach និង okay execute.cs ចឹងយើងអាច commit file ពីរនឹងទៅបានចឹងយើងដាក់ថា stake okay commit okay យើងធ្វើការ commit stake នឹងមក okay តបមកទៀតយើងធ្វើការ push វាទៅដើម្បីរុញវាទៅបាន okay ក្រោយ push ទៅហើយ okay យើងអាចមកមើលប្រជិករបស់យើងដូចជា error ទៀតយើង reload ប្រជិកមក
Could not be, the project could not be load name begin with the character hay sao. Ok, chẳng phải nhà chuộc tiệt đấy. Ok, ai cứ liên được thuộc này. Rồi cho master máu. Thì có mọi miền tế, stay commit, tự hỏi. Ok, commit with, cái tự hỏi. Conflict, cứ cả cool. Ok, để Hà Nội in không. Chúng mình đi. Những ai vừa dừng vô reset dừng phím chèn and make ok dừng thử ca commit ok at này mới chuyên conflict trong window để job error conflict mình đã đại đó. Ok, lỡ mò check mưa lơ repository đầu tiên. Show master. Lưu cho lực cool. Ok, refresh môi máu. Ok, control bar, create. Select view. Mình vui comment. Ok, nơi từ đó sẽ cần phải gặp tới. Nguyên lý ai đi lên với chào Vĩnh. Một nữa. Lục vật bàn kế, bàn đề. Ok, chân control hay nâng approach. Tất cả close, để xa là cụ vô một lần close, chẳng vì close bật đấy. Review, ok. You need leave comment indicate to request. Ok, từ ở tầng cao tế, issue. Ok, check mười con này là nguyên máu. Chẳng mực con master. Vì vừa rồi nhảy sực shoot màu rồi. Ok, chẳng là lâu dương mình vị trí xa mới tiết cứ copy hay nâng clone và check nâng từ một đọc tiết. Và xin gì nơi tập bài gọt trình tiết mình đây ha. Ok, cả phở bởi dương nâng cứ error rồi. Ok, clone. Ok, chẳng mới đi chìa bởi check mây bởi dương. Vụ bật là cho sân. Hay dựng bài chị mày để dựng bàn clone máu này ở phía ai xuống xuống muối or more project solution were not load correctly. Please select output window to detail. Ok, chân thì ai dựng mưa là output. Reload. Ok, error. Nó để error từ đại. OPI Project CF Pros. Cái bài hát cứ file mỗi lần. Để dừng quỳnh viên từ một lần mình. Ok. Chân stake mỗi nè. Stake mỗi để dừng bàn đã từ mình nhấn. Cứ việc thuê về chiếc dương miền bánh hàng chẳng thể chứng dựng ai chỉ mưu sấn reset okay. Delete chèn nâng mùi máu thể reset operation dương màu reload về chiếc một đoạn tiếp error tự đại state commit check out dispatch. We will be dispatched head state to a city state and we need to create new brand and check out to existing brand. Yes. Okay. Okay. Talk more tiếp. Right, fight.
Okay, any brand is fine. And set and stream brand. Okay. Reload project. Error tại này. Okay, bộ project sẽ tháo quán ở bên phải hạ ấy, điều này load một bản. Okay, chúng ta project bộ master vẫn cứ load mà lệnh bản này, cứ bị miền phải hạ cái này là vậy. Okay, cho ngành đi chia phải hạ để dùng thừa cả nghề chúng mùi stack nâng mình. Okay. Như ai check mơ cả nghề nâng bản. Dùng set với. Okay. Reset and keep change. Okay. To output. Ok, loading project mà đoạn tiết. Ok, ăn màu tí. Check out in repo. Okay, pull project. Viên này tầm mở rồi. Okay. Click now. Còn đi cứ bị ắt link nè khăn ông này ở dưỡng địch địa. Chỉ tôi tới bởi vì lột một cái này nên ai check mơ càng nhiều bởi dương đường bán hay dương chọn delete rồi cơ dương chọn thử ấy có ghi sổ đài. Ok, cho nên chỉ có configuration. Ok, project. Ok, to brand. Human activity. Store pull request và khởi này all GitHub. Khởi bật ở no change. Khi chúng ta nghe dương này rồi máu cứ nên để tập học có lại nhà conflict có lại nhà ấy nữa. Ok, chúng mỗi này chỉ file là conflict chẳng vì phải học dương đại. Ok, dự file. Okay, chúng mình nhé, chỉ file config. Ok, nó đi edit đặt bàn tế, you must be on the brand, make a propose. Ok, để xa lục vụ cho lưu brand, mình nhé. Ok, chúng nó đi switch to editor. Ok, chúng mình đi ai lục có lại những bạn.
commit change. Anh dương xa là bong xin chân này về một đoạn tiếp. Ok, anh chân ca nghe đại dương vừa mình nhấn cứ thở ban phở dậy. Ok, anh chân dương khoản là một cái cột nó không nâng tí tới. Rồi ca nghe đại dương vừa hơi conflict này mình nhấn cứ ai đó sẽ bàn. Ok, chân ở lỡ lục hữu xa là bon mà toàn tiết cứ dương ai. Ok, dương ai bật cao file mà chỉ muốn tiết chỉ muốn nâng ok, brand và sự tham quan chân như bạn pi file này chân cũng được bật cao mà file tiết rồi có bật cao form sáng như bật cao form mà đòn add ok chân cũng đã log in form hai form log in dot cs. Ok, tao mà tiết commit log in form. Ok, save commit hay post. Ok, chẳng những speed mà brand bằng master thôi ca merge mà đoàn tiết. Ok, speed brand master máu hay châu lực nông này bật vị trao sân của bạn đài hay chẳng bạc về bình mình định brand hay dương thừa ca right click lưu sở thảo bát hay merging to master conflict kia đây nè ok chẳng muốn ít cứ conflict kia đây hay dương thừa ca merge màu ok chẳng merging complete and commit chẳng merge complete đây khỏi bị merge complete hai cứ nè được không brand master dương cứ vi load form login nâng màu ấy nè brand master thế nào chẳng miền tiền login miền tiền execute control hay là connection chẳng khỏi bị dương tự fake cái lại anh đã fake code được nông API bị check CS mình nâng lúc cái lại này việc conflict nên nâng trao tới cứ dương ai mời bà này tụi bay chia bê khỏi ní miền đã tông chỉ mùi nâng conflict tiết có dương ai thừa ca mời chụp nha chụp chạy đài nè ok chương lớn speed mà brand bộ sở thao bát mình chương brand sở thao bát tiền file mà ở toàn ở hệ toàn át chương ở ti họ thà lớn lục hồ sơ lưu master hai lục hồ right click hay lục hồ bậc cao để tôn chỉ mùi nâng ok form mùi tiết cư để tôn mùi register form thế hai bỏ ấm register ok yep hai lục hồ đã tha register commit thế sale chain hay thưa cả purse chân thời trăm tha role càng như để master thư tiền off cứ off thử ca mời tì thật nát thời trăm tha càng như mới mình này thái dương vô bị mui bị bay buồn brand mui bị bay buồn nâng mời cho master bộ master nâng thư chân à brand mui bị bay buồn ở trăm bạch ok mời master thu ok mui mời master thu brand pi mời master thu brand bay off thì toán ok chẳng là lỡ thử mới file register này cứ thử ban per tờ này ok hai được không brand và sự tháp admin ok file register năng thế ok có admin file connection này chẳng thử mấy đầm bay ai tiên vô ok file connection rồi có file master file register nâng vô mà đã nơi lưu brand và sự tháp bàn trên tờ ông này còn đài chôn từ mình đẹp brand nâng mà đọng tiết máu hay tờ ông này chôn lưu brand sở thao bản right click ok sorry check out nơi lưu brand bộ master sân máu yep hay right click nơi lưu brand sở thao bản hay dự biệt tha rebase master on to sở thao bản hay dừng chơi dễ máu ok rebase có việc conflict đài nè về load mà tiết ạ. Rebus. Ok, in progress with conflict. Ok, chẳng dừng ai tệ tuần chỉ mùi nâng cái lệnh anh mời nhé. Dừng ai select view map hay dừng dụng bị đặt stick. Ok, chẳng bằng nâng dừng chuẩn bị continue mà.
Okay, chẳng rebus in progress with conflict or zero repository. Chẳng dừng ai dơ resolve conflict nhưng máu. Mới đi, resolve conflict. Ok, à tới thế. Chẳng bảo tới dừng ai nè đập bật click lửa file. Ok, mùi nắng. Hay dừng một mờ chụp cái này nè tiệt đấy. Ok, chẳng ở current sở thao văn. Chẳng được lại nè dừng ai lục bị chào máu. Ok, không đi edit đặt bán. Ok, chẳng mình đã current, current brand bởi dưỡng vì vì mình bằng hai cái này nâng. Ok, chẳng à, tệ tôn chung mùi nâng repo để income nâng cứ vì ọt bằng hai. Chẳng đó thì ai right click lửa này. Hãy vô bịa thá take income master. Mình đã dừng vô à, file để dừng fix một nâng mình về để dừng mơ chứ bị error. Chứ dừng ai vô à, file nâng vô một phở bình nào. Take income nào. Ok, hãy cho biết là sale. Ok, dừng bật để sao bên nó. Hãy dừng mở mơ được không ở project box sẽ thao bán. À, ok, error bật để này. Reload về màu bên. Chứ error để một lần chẳng. Để xa ấy, để xa file này. Ok, file mới này. Ok. Chứ dừng ai mà lục ở này chào nó. Dẹp này. Ok. Hãy dừng lục ở này chào đấy. Ok, chứ những lúc bạn đi chào mới tiết. Ok, dừng control set nó với nó. Dạ, hãy dừng chân biệt continue. Phư để dừng phư nó lỡ, đi vào dừng chẳng continue với trên map. Ok, ở đây cho lưu brand sẽ thả vạt sân. Ok, chân biệt continue. Ok, việc đại tới state change lỡ. Dừng state mới đi map. Dừng chân continue. Rebar progress. Ok. Nơi ta conflict đã. Boost modify. Modify hai hai. Ok. Lớn của merging cho ok máu. Rebar in progress. Ok. Hình smoke smile tích. Còn ta vừa đọc sẽ bị bán. Ok. Ngày khỏi tức cứ ok. Dừng lên. Mình bằng hai ý tưởng. Compare current and income. Ok. Right click hay dừng chạy từ đặt state. Dừng chạy sell muối. Khi dừng continue. Ok, the rebus operation complete successfully. Ok, bật vị trào awesome. Bật đến đây được nhé. Sell vị muối máu. Ok, bật đến đây. Hay dừng mở mưa được nông solution explorer. Hay dừng reload project. Ất màu ấy, chứ là error từ đại. Ok. Chẳng nơi gần này mùi tiệt. Right click via hay dương này trade không này ở miền tế. Ok, chẳng nơi cái lại này. Update lúc này trao mùi máu. Mùi này cứ work 3, mùi này cứ head. Chứ mùi này lúc bàn nó, lúc bật bàn này này. Ok, chẳng dương ai check việc commit state. Ok, ok, đã commit state máu, bây giờ commit all. Ok, all, save change, and continue. Ok, chúng ta về này. Ok, chúng commit success. Chúng dương máu thua ca xin cần này mùi. Ok, khỏi bị xin cần này hai. Dương bởi solution explorer. Chúng brand versus thawat, commit file mùi bị bày buồn năng đại. Ok. Chính những bởi liệu kịch trang màu bình máu nè. Bởi sorry, cho lưu brand master là gì? Cho sở thao bạt máu. Hay dương mà mưa solution explorer. Ok, lỡ dương ai xin cái này với muối. Ok, brand sở thao bạt. Hay dương cho solution explorer. Chẳng an toàn khuyên màu tại đại. Chẳng thật phư tại tôi mùi rì bạc nâng một đoàn tiệt. Mình brand. Yep. Right click. Check out in master. Hello, right click lưu ní. Rebar sẽ thao bát. On to master. Mới đi. Ok, successful xin gần này. Chẳng dương cho lưu sẽ thao bát. Dương cho solution explorer. Chẳng file màu tặng ọc. Ok.
ចឹងយើងត្រូវ log in មួយ brand Satawat ហើយយើង right click លើ master ហើយយើងយកពាក្យថា rebase Satawat on to master មានន័យថាយើងទាញយកអ្វីដែលមាននៅក្នុង master ហ្នឹងដាក់នៅលើ brand របស់ Satawat អាហ្នឹងគឺការ rebase ការទាញយក project ថ្មីថ្មីបងអូខេ brand master ហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើ brand ជា developer របស់យើងចឹងឧទាហរណ៍ Satawat ជាមួយនឹង Sathira ចឹងសធិរាចង់បានការងារដែលស្ថាប័នអាប់ដេតថ្មីថ្មីនៅលើ master ត្រូវតែយកពាក្យថា rebase អូខេមួយទៀតពេលដែលសធិរាធ្វើការងារហើយហើយផុសទៅ repository យើងស្ថាប័នត្រូវតែ merge ការងាររបស់សធិរានឹងចូលទៅក្នុង brand master ដើម្បីឲ្យ brand ផ្សេងទៀតក៏អាចយកទៅប្រើបានឬក៏យើង merge ការងារចូលគ្នាហើយយើងចែកគ្នាប្រើទៅវិញទៅមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបច្ចេកឲ្យ copy ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយមានម្នាក់អង្គុយកាត់ combine អាបច្ចេកនឹងចូលគ្នាហើយបានបោះទៅក្នុង group ឲ្យគ្នាយើងយកអាបច្ចេកចុងក្រោយនឹងយកទៅប្រើអញ្ចឹង GitHub យើងនេះគឺអត់ចាំបាច់ copy paste តាម Telegram ផ្ញើទៅផ្ញើមកឯងហុញចូលទៅនៅក្នុងអូខេ repo ទៅមានម្នាក់ចេះមានម្នាក់កាន់ master នឹង merge ចូលគ្នាទៅអាចប្រើបានហើយចុះដល់ពេលដែលគ្នាយើងចង់យកទៅប្រើវិញគ្រាន់តែរីបាខមមិនទៅសរសេរខមមិនឬក៏คลิกនៅលើវាយសាដូចលោកគ្រូធ្វើមុននឹងមិញទៅគឺអាចទាញបច្ចេកដែល master មកចូលគ្នានឹងយកមកប្រើបានហើយចឹងតាន់ឡែហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្អាកប៉ុណ្ណឹងចូលវគ្គសំណួរចម្លើយឆ្ងល់អីសួរហើយ